Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vụ án xảy ra vào khoảng 17:50. Nguyễn Thanh Tuấn, con trai của nghi phạm Tâm, đi làm về nhà thì một lúc sau hốt hoảng chạy ra đầu ngõ, đến quán nước bà Nguyễn Ngọc Phượng, hay còn có tên gọi là Năm Phượng, nói có thi hài nằm trong vườn nhà. Nghe vậy, bà Năm kêu con rể đang làm công an ở thành phố Sa Đéc vào xem. Còn Tuấn thì chạy đến nhà ông Nguyễn Ngọc Minh, tổ trưởng khóm 3, phường 3, thành phố Sa Đéc nói lại vụ việc. Ông Minh kể, nó nói, bác hai ơi, có ai trèo cây dừa của bác hái trộm, bị té nằm bất tỉnh kìa. Nghe vậy tôi hoảng hốt chạy ra xem thì thấy thi hài ông Nhàn nằm bên phần đất của thằng Tâm. Tại đây, vườn nhà ông Minh và nhà ông Tâm sát nhau. Công an khám nghiệm hiện trường phát hiện ông Nhàn ngoài bị phay lìa đầu, tay của nạn nhân cũng bị rơi lìa ra. Ông Minh bàng hoàng kể lại, mọi người chia nhau đi tìm thì thấy phần đầu ông Nhàn bị vứt trong lùm cây trong vườn nhà tôi, cách thi hài nạn nhân khoảng 4 mét. Thời điểm này, cơ quan công an nghi ngờ Tâm là nghi phạm nên mời về làm việc. Tuy nhiên, người đàn ông này không chịu đi, cầm vật sắc nhọn nằm trong buồng, trùm mền, cố thủ. Công an vận động kêu gọi đối tượng nhưng bất thành. Khi lực lượng công an phường vây bắt, Tâm đã chống trả quyết liệt, song vẫn bị công an bắt khẩn cấp. Ông Minh thuật lại, nó hung hăng đòi phay hết mọi người. Trung tá Trần Văn Minh, trưởng công an phường 3, dùng vũ khí đạn cao su nã chỉ thiên để ngăn chặn, thì bị nó dùng hung khí phay nhiều nhát. Trung tá Minh bị nghi phạm Tâm dùng hung khí phay lìa đốt của hai ngón tay, cùng một vết thương sâu ở bắp tay phải. Anh đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu điều trị. Tuy nhiên do phần ngón tay đứt lìa bị hoại tử nên các bác sĩ phải tháo khớp lóng tay. Đến thời điểm này, sức khỏe của Trung tá Minh đã hồi phục. Theo ngành chức năng, Tâm là đối tượng nghiện rượu, đã từng đi cơ sở giáo dưỡng 18 tháng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo người dân, là con trai út trong gia đình có 4 chị em. Trước đây, Tâm rất chịu khó làm ăn. Tuy nhiên, do bị thua lỗ nên khoảng 10 năm nay, Tâm có biểu hiện không bình thường về thần kinh. Ông Minh, tổ trưởng nói, nó nghiện rượu, thường xuyên xô xát với vợ con, gây gổ với hàng xóm, nên bị chính quyền đưa đi cơ sở giáo dưỡng về hành vi gây rối an ninh trật tự. Sau khi từ cơ sở giáo dưỡng về nhà, Tâm không còn xô xát với vợ con hay gây gổ với hàng xóm nữa. Tuy nhiên, gã đàn ông này hàng ngày vẫn ca hát, nói năng lung tung. Ông Minh thuật lại, trước Tết không biết nó nghe lời ai mà cưa ngang thân của cả 1.000 cây vạn niên tùng trong vườn, khiến cây khô héo hết. Thấy cây không sống nữa, nó tức giận rồi tuyên án cho từng lãnh đạo của phường. Bí thư phường thì nó tuyên 20 năm tù, chủ tịch thì 15 năm, tôi thì nó tuyên 10 năm. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thanh Tâm, 48 tuổi, ngụ phường 3, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp, là nghi phạm phay lìa đầu ông Hồ Thanh Nhàn, 59 tuổi, ngụ cùng địa phương, rồi vứt sang vườn hàng xóm. Tâm còn phay trọng thương Trung tá Trần Văn Minh, trưởng công an phường 3, thành phố Sa Đéc. Theo lời khai của Tâm, giữa nghi phạm và ông Nhàn chưa từng xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào. Tuy nhiên, do chiều ngày 7 tháng 4, ông Nhàn vào vườn của Tâm nhưng không xin phép, nên gã này dùng vật cứng sắc phay thiệt mạng. Sau đó, Tâm phay lìa đầu nạn nhân rồi ném sang vườn ông Nguyễn Ngọc Minh, tổ trưởng khóm 3, phường 3, thành phố Sa Đéc phi tang. Tâm cũng khai một mình đã gây án, không có ai trợ giúp. Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai ban đầu của nghi phạm, công an vẫn đang xác minh thu thập chứng cứ. Theo người dân cùng xóm, trước đây Tâm rất siêng năng, có thời gian đi làm bốc vác để nuôi vợ con. Sau đó tính tình Tâm thay đổi bất thường, nghỉ ở nhà và thường xuyên nhậu nhẹt rồi gây gổ, xô xát vợ con, gây sự với hàng xóm, nên bị chính quyền đưa đi cơ sở giáo dưỡng. Bà Nguyễn Ngọc Phương, hàng xóm của nghi phạm nói, hôm trước có người đến nhà đòi nợ con của thằng Tâm, mới bước vào đất nhà nó đã bị nó cầm vật sắc rượt đuổi theo, may mắn họ chạy thoát.
Ở đây người nào biết tính tình của thằng Tâm thì không bao giờ dám vô vườn của nó, vô là nó phay mất mạng. Ông Nguyễn Ngọc Minh, tổ trưởng khóm 3 nói, tôi sống mấy chục năm nay rồi nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Nó vứt cái đầu nạn nhân sang vườn nhà tôi để chơi tôi. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tâm về các hành vi sát hại người, chống người thi hành công vụ để điều tra làm rõ. Với những hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nghi can có thể bị truy tố tội sát hại người với khung hình phạt cao nhất theo khoản Y điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015. Hành vi gây án mạng bằng việc thực hiện tội phạm một cách man dợ sẽ chịu khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Theo hướng dẫn của nghị quyết số 04 của Tòa án Nhân dân tối cao, thực hiện việc gây án mạng một cách man dợ là kẻ phạm tội không còn tính người, dùng những thủ đoạn gây đau đớn cao độ, gây khiếp sợ đối với nạn nhân hoặc gây khủng khiếp rùng rợn trong xã hội. Do Tâm có một số biểu hiện bất thường, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần. Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ vào thời điểm trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại thì bị can Nguyễn Thanh Tâm có bệnh tâm thần, rối loạn dạng phân liệt, giai đoạn bệnh cấp tính, không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Thanh Tâm, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam và ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc, đưa Nguyễn Thanh Tâm đến Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để chữa bệnh. Nguyễn Minh Toàn sinh năm 1991, trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, có vay của Thái là chủ cầm đồ một khoản tiền từ hơn 3 năm trước. Nên tối ngày 3 tháng 7 năm 2017, Toàn đã đến tiệm cầm đồ của Thái để thỏa thuận về khoản nợ đã vay. Toàn mang theo vật sắc nhọn trong người đến tiệm cầm đồ và xảy ra ẩu đả với Thái và Thu, nhân viên làm thuê. Toàn dùng vật sắc to bản tác động vào chủ tiệm bị thương. Ngay trong đêm đó, do bực tức nên Thu gọi điện cho nhân viên khác là Cường đi tìm Toàn. Cường mang theo vật cứng sắc to bản dài hơn 50cm. Sau đó Thái lái xe chở hai nhân viên đi tìm đối phương trả thù. Khoảng 21 giờ 15 cùng ngày, bộ ba thấy Toàn cầm hung khí đi bộ gần trung tâm thương mại Bình Xuyên, cách hiệu cầm đồ gần 50m. Tên cầm hung khí hô hào, đuổi rượt. Trong cuộc hỗn chiến, Thu bị Toàn dùng hung khí phay trọng thương ở đùi. Thấy Toàn tấn công người làm cùng, Cường vung vật cứng sắc to bản dài hơn 50cm, phạt mạnh khiến nạn nhân lìa đầu, đổ gục, thiệt mạng. Sau khi gây án, anh ta vứt hung khí rồi bỏ về nhà. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã bắt được 2 trong số 3 nghi phạm gây án, gồm Trần Cao Thái, 23 tuổi, trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, và Nguyễn Văn Cường, 32 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Đối tượng liên quan còn lại là Hoàng Đình Thu, 27 tuổi, trú tại Thái Nguyên, bị thương nặng, được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, hành vi của các đối tượng đã phạm tội sát hại người. Riêng đối với Cường, không có mâu thuẫn với Toàn và cũng không phải việc của mình, mà chỉ nghe nói việc xô sát với Thái, chủ cầm đồ và Thu, mà đã giúp sức dùng hung khí truy sát dã man Toàn. Hành vi của Cường thể hiện sự côn đồ, hung hãn nên sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.